Chúng ta thật sự học Phật Phải thường để giáo huấn này trong lòng Phải xem nó là đầy nhất Cá nhân Phải làm được Người hàng đầu trong nhân loại Người tốt nhất Người tốt nhất là gì? là người phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm phật a di đà đời này chỉ đọc một bộ kinh vô lượng thọ một câu phật hiệu thì người đó chính là người tốt nhất ở thế gian này trời đất quỷ thần đều tôn kính nếu có thể buông bỏ tự tư tự lợi buông bỏ danh gian lợi dưỡng buông bỏ ngũ dục lục trần buông bỏ tham sân si mạng người đó là tấm gương tốt cho tất cả mọi người sau đó ảnh hưởng đến gia đình quý vị gia đình quý vị là gia đình đứng đầu trên toàn thế giới Đây là Phật A-di-đà nói với chúng ta Quý vị phải biết nhìn Đây gọi là quăng pháp lợi sanh Gọi là chánh pháp cựu trú Chánh pháp cựu trú dựa vào ai? Dựa vào chính mình, dựa vào gia đình mình Gia đình này của chúng ta là gia đình Phật quả Mọi người đều có thể thực hành theo giáo huấn của Phật trong kinh điển. Y theo nguyên tắc nguyên lý trong kinh điển nói. Người trong nhà lớn nhỏ nam nữ già trẻ cùng nhau tuân thủ. Hòa thuận thân ái Làm ra tấm gương của gia đình Nó sẽ ảnh hưởng đến thân thích bạn bè hàng xóm của quý vị Sau đó mở rộng ra đưa sự nghiệp Của quý vị Lên hàng đầu trong ngành Quý vị đem những điều trong kinh Phật dạy Thực hành trong công ty cửa tiệm Thực hành đối với tất cả nhân viên sự nghiệp này của quý vị là sự nghiệp của tam bảo trong sự nghiệp này đầy đủ vô lượng trang nghiêm không thể nghĩ bàn gia đình như vậy cá nhân như vậy gia đình như vậy sự nghiệp cũng như vậy mười năm hai mươi năm quý vị sẽ ảnh hưởng khu vực này ảnh hưởng thành phố này đến lúc đó tôi tin những gì trong kinh nói đều xuất hiện đó là gì là dạng vật nghiêm tịnh thanh tịnh trang nghiêm họ vừa nghe danh hiệu phật a di đà liền minh bạch trong quá khứ bất luận tu pháp môn gì Bây giờ đều buông bỏ hết Chuyên tâm niệm Phật Không phải họ đã được phước rồi ư Trước đây tu những pháp môn đó Nhất định phải đoạn phiền não Không đoạn phiền não không thể nâng cao cảnh giới Bây giờ biết được pháp môn niệm Phật A-di-đà này Là phước báo đệ nhất trí tuệ đệ nhất Vô lượng công đức trang nghiêm đều ở trong câu Phật hiệu này Như vậy sao không phải là phước báo, là phước báo lớn Họ đã minh bạch Cho nên văn ở đây là tam tuệ Bên dưới nói nghe danh phát tâm Trí tuệ hiện tiền, có ai không phát tâm Phát tâm gì? Phát tâm thân cận Phật A Di Đà. Nói cho chư vị biết, phát tâm thân cận Phật A Di Đà đây chính là tâm vô thượng Bồ đề. Quý vị tự nghĩ xem tâm Bồ đề là gì? Không phải thành Phật đạo độ chúng sanh sao? không phải chính là ý này ư ừ. định thế giới cực lạc thấy phật a di đà thành phật đạo độ chúng sanh hoàn toàn đạt được trong kim di đà yếu giải đại sư ngọc ít nói phát nguyện giảng sanh chính là phát tâm vô Thượng bồ đề vì chúng ta có rất nhiều hoài nghi. Có nhiều ông bà cụ ở nông thôn niệm Phật giảng sanh. Người ta không biết chữ, không có học hành. Chỉ biết niệm câu A Di Đà Phật này, ngoài điều này ra họ không biết gì cả. Vì sao giảng sanh có đoàn tướng tốt như thế? Không sanh bệnh, biết trước giờ chết đứng giảng sanh ngồi giảng sanh trong kinh này nói rất rõ ràng phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm họ chưa phát tâm bồ đề sao họ có thể giảng sanh câu nói của đại sư ngẫu ích đã khai mở cho chúng ta họ nhất tâm cầu tịnh độ một đời nhất tâm thấy phật a di đà đây chính là tâm vô lượng bồ đề họ đã phát nhưng bản thân họ không biết quý vị hỏi họ có phát tâm bồ đề chăng họ nói tôi không biết tôi có biết gì đâu họ không hiểu như thế nào là tâm bồ đề thật ra họ đã thật sự phá không phải giả cho nên những người này định thế giới cực lạc mới gọi là chỉ có chứng được mới biết ở đó họ khai ngộ không còn mê hoặc nữa trong đời quá khứ tạo nghiệp thiện hiện nay ở nhân gian hưởng phước có phước bao trong đời quá khứ tạo rất nhiều nghiệp bất thiện vậy thì bây giờ chịu khổ ở nhân gian chịu khổ chịu nạn là nghiệp báo đều có nhân phật giáo thường nói dạng pháp giai không nhân quả bất không thiện có thiện báo ác có ác báo không phải không báo mà thời khắc chưa đến thời khắc là gì bây giờ quý vị đang hưởng thụ là thiện báo thiện nghiệp trong đời quá khứ đợi khi báo của thiện báo đã hết đây gọi là thời khắc đà đêm khi thiện nghiệp báo hết báo hết sau đó như thế nào trong a lại gia tước của chúng ta vẫn còn ác nghiệp ác nghiệp liền hiện tiền hiện tiền thì phải chịu quả báo chịu hết ác báo Quý vị lại đến nhân gian, cho nên nhân gian giống như một tâm điểm thay đổi. Quý vị sẽ đến đây, đầu thai đến nhân gian. Từ đó cho thấy ba đường thiện là tiêu thiện nghiệp của chúng ta. Gọi là tiêu nghiệp. Ba đường ác là nơi tiêu ác nghiệp. Tiêu hết rồi mới đến nhân gian tu hành Đến nhân gian ta lại tạo nghiệp Nếu tiếp tục tạo ác nghiệp Quý vị lại trở về trong ba đường ác Nếu tạo thiện nghiệp Quý vị sanh vào trong hai cõi trời người để hưởng phước Cho nên khó được nhất Quý vị xem trên thế giới này có bao nhiêu người mấy phần mấy người gặp được phật pháp nghe được phật pháp theo tư tưởng của các nhà tôn giáo trên thế giới thì khoảng một trên mười chưa đến một nữa là một trên mười bây giờ chúng ta biết một cách khái lược nhân số tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới đạo cơ đốc và thiên chúa giáo là nhiều nhất hai tôn giáo này hợp lại khoảng hơn hai mươi ức người một phần ba nhân khẩu trên toàn thế giới Tiếp theo là tín ngưỡng hồi giáo. Người bạn đạo hồi nói với tôi, giáo hữu của họ trên toàn thế giới khoảng 15 ức người. Nhiều đến như thế. Phật giáo đồ trên toàn thế giới có khoảng 7 ức người. Toàn thế giới cho nên khoảng một phần mười nhân khẩu của thế giới mười người mới có một người theo phật đây là ba tôn giáo có tín đồ nhiều nhất trên thế giới chúng ta lại hỏi người tín ngưỡng phật giáo được bảy ức người Có mấy phần mấy thật sự gặp được chánh pháp Chúng ta cũng dùng một phần mười Thật vậy Có thể chỉ có một phần mười Sớ là chưa tới không gặp được chánh pháp gặp được chánh pháp phải chăng là tinh thật người tinh thật phải chăng thật sự lý giải lý giải phải chăng là thật sự tu hành đào thải từng tầng từng tầng đào thải đến sau cùng quả thật chưa chắc tìm được một phần mười ngàn người Ngày càng ít Tìm được tịnh độ tung Người thật sự niệm Phật giảng sanh Có được mười ngàn người chăng? Tôi nghĩ có thể Người tu tịnh độ thật sự giảng sanh Tôi tin số nhiều như thế Điều này rất đáng nể Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này giúp ích chúng ta rất lớn lao Bây giờ người học Phật trên thế giới thật sự học Phật Tịnh Độ Tông chiếm đa số Tịnh Độ Tông quan trọng nhất là Phải đoạn nghi sanh tính Dùng phương pháp gì để đoạn nghi? Dùng kinh điển Đối với kinh điển hiểu rõ ràng minh bạch Không còn mê hoặc nữa Mới có thể kiến lập tính tâm đời này chúng ta đã xác định mục tiêu và phương hướng một phương hướng là thế giới tây phương cực lạc một mục tiêu là thân cận phật a di đà nhất định không thay đổi ngoài ra đều là việc phụ có thể làm có thể không làm nghiệp phụ không thể trở ngại nghiệp chính của chúng ta Nghiệp chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ Không trở ngại được điều này Đời này có thể giảng sanh thế giới cực lạc Chúng ta đại công thành tựu Phật A-di-đà Rất gian khổ Chúng ta rất cảm ơn Ngài Thời gian năm kiếp tạo thành thế giới cực lạc Chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ cần dùng một chút công phu ba năm đến năm năm sẽ thành tựu khi đến thế giới cực lạ chúng ta bình đẳng với ngài hay nói cách khác ngài dùng năm kiếp chúng ta dùng năm năm liền bình đẳng với ngài hoàn toàn là sự thật muốn đi điều kiện quan trọng nhất cần phải biết là xả bỏ thế giới này một cách triệt để tuyệt đối không được lưu luyến như vậy mới đi được không có chút lưu luyến nào ta mới có thể xem hiểu mới có thể nghe hiểu kinh này vì sao nghe không hiểu vì ta có chướng ngại đối với thế gian này còn vướng bận chưa buông bỏ được cho nên nghe không hiểu buông bỏ càng nhiều thì hiểu được càng nhiều buông bỏ tất cả thì hiểu được tất cả không nói ta cũng hiểu đây là thật còn như không buông bỏ được cho dù Phật A Di Đà nói quý vị nghe cũng không hiểu chúng ta phải hiểu rõ ràng minh bạch những đạo lý này câu tiếp theo cực là tịnh độ có gì khác thế giới hoa tạng là giống nhau thế giới cực lạc là cõi pháp tánh thế giới hoa tạng cũng là cõi pháp tánh lần này chúng tôi giảng kinh hoa nghiêm là ở singapore rồi singapore chúng tôi giảng kinh không gián đoạn Tôi ở Singapore có đưa ra một ví dụ. Vì rất nhiều người không hiểu rõ về qua tạng và cực lạc. Tôi dùng Singapore làm ví dụ. Tôi nói thế giới qua tạng ví như thành phố này của Singapore, nó là thành phố của quốc gia. Thế giới cực lạc là đường ô tiết một con đường phồn hoa nhất singapore tôi nói đường ô tiết chính là thế giới cực lạc singapore là thế giới hoa tạng thế giới cực lạc là một đường tinh hoa nhất của thế giới hoa tạng như vậy mọi người sẽ biết nó là một có phải hai sanh vào thế giới hoa tạng không có ai không đến thế giới cực lạc sanh đến thế giới cực lạc là đã đến thế giới hoa tạng quý vị tự nghĩ xem nếu không tu pháp môn tịnh độ muốn đến thế giới hoa tạng thì khó khăn biết bao cửa ải trùng trùng cửa ải đầu tiên là luân hồi lục đạo quý vị phải vượt qua nó khi ra khỏi lục đạo là tứ thánh pháp giới. Cửa ai của bốn đường, Thành văn, duyên giá Bồ Tát Phật. Như vậy mới có thể đại triệt đại ngộ minh tâm chuyên tánh. Không đơn giản. Tu hành ở thế giới chúng ta tu đến sơ thiền, nhị thiền đều không dễ. Huống gì tu đến trời tứ không Vẫn chưa ra khỏi luân hồi lục đạo Gặp được pháp môn này Chấp trì danh hiệu vượt ra khỏi tam giới Đó gọi là không tốn sức thổi bụi Quý vị vượt ra mười pháp giới Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Quý vị chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát Lợi ích chân thật này tìm đâu ra Trong tất cả kinh điển Ngoài kinh vô lượng thọ Quý vị đều không nhìn thấy Tìm trong kinh hoa nghiêm ở sau kinh hoa nghiêm vẫn là mang kinh vô lượng thọ vào không có kinh vô lượng thọ nó không thể viên mạng bởi vậy chúng ta biết rằng tất cả kinh điển đều quy về hoa nghiêm hoa nghiêm sau cùng quy về vô lượng thọ Kinh vô lượng thọ người người Đều có thể thành tựu ngay trong đời này Gọi là giảng người tu dạng người đi Không đi được chứng tỏ quý vị tu hành không như Pháp Quý vị tu hành không như lý không như Pháp Cho nên không thể giảng sanh Nếu tu học như lý như Pháp Không có ai không thành công thời đại chúng ta rất đáng thương rất khổ sống trong thời động loạn trong lịch sử trên toàn thế giới chưa từng có hỗn loạn như thế chúng sanh không có phước báo tôi cũng không có phước báo Mấy mươi năm nay luôn muốn có một nơi Để an định cuộc sống Đem những kinh điển đại thừa này Cùng nhau học tập với những người có duyên Cố gắng giảng giải qua một lần Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tài thiết Mỗi ngày giảng kinh Tôi nghĩ không phải chỉ có tám tiếng Lúc Đức Thế Tôn Tài Thi Mỗi ngày giảng kinh không chỉ tám tiếng Quốc sư Thanh Lương thời nhà đường Ngài ở ngũ Đài Sơn Mỗi ngày giảng kinh Pháp Hòa Tôi tính ngày giảng ít nhất là tạm tiếng Và giảng suốt 50 năm Giảng 50 lần Biết bao nhiêu người khai ngộn Ngày nay chúng ta không có phước báo. Lúc nào cũng gặp chướng duyên. Cá nhân tôi được coi là rất may mắn. Nó không trở ngại tôi. Mỗi ngày tôi đọc kinh không gián đoạn Nhưng không có cơ hội chia sẻ với mọi người Nó chứa ngại tôi điều này Đây là chứa ngại cơ hội Của những chúng sanh có duyên nghe Pháp Nó chứa ngại điều này Không chứa ngại tôi Tôi không đọa là. Tôi không đi vào con đường tà đạo Giờ đây có thể biết Một người thật sự phát tâm Tinh tấn không giải đại Ai có thể chứa ngại được họ Không có, không thể nào Có thể chứa ngại điều gì Nếu quý vị có danh gian lợi dưỡng Nó sẽ chứa ngại quý vị Chứa ngại danh gian lợi dưỡng của quý vị Những thứ này người tu hành đều không cần Cần nó làm gì Cho nên không cách nào chứa ngại quý vị Phá hoại chứa ngại quý vị Khiến lòng tin của người khác dao động Đối với quý vị không muốn học theo quý vị điều này có liên quan gì đến tôi chăng không liên quan nó không chướng ngại được tôi nhưng chướng ngại những chúng sanh đoạn mất nhân duyên nghe pháp của họ tương lai trên phương diện giới luật kết tội là kết tội với họ không kết tội với tôi tôi và quý vị không có quan hệ gì sau khi quý vị hiểu rõ tất cả chân tướng sự thật quý vị bỗng nhiên đại ngộ sẽ minh bạch khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác của quý vị quý vị tạo tác là gì tương lai nhận quả báo như thế nào quý vị sẽ rõ ràng minh bạch chấp trước thân này là ta Chấp trước tham sân si mạng Sâu hơn là a lại gia thức Giống như kho tư liệu vậy Từ vô lượng kiếp đến nay Quý vị đời đời kiếp kiếp Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Tất cả đều có tài liệu Rớt hoàn chỉnh trong a lai gia a lai gia là kho tư liệu Tất cả đều có thể lấy ra xem Không cách nào chối bỏ Không chối bỏ được Tài liệu hoàn chỉnh bảo tồn trong đó Ai bảo tồn? Chính bản thân ta bảo tồn Ai có thể nhìn thị Quý vị xem Ở trước nói thần thông Người có tha tâm thông Túc mạng thông có thể nhìn thấy Trong kho tư liệu của quý vị có những gì? Người có định công cạn, Thấy được một bộ phận Còn một bộ phận cất giữ sâu bên trong Họ không thấy được Người có định công sâu Bồ Tát minh tâm chiến tăng Hầu như có thể nhìn thấy toàn bộ Điều này không phải giả nếu có thể tin có thể khẳng định quý vị sẽ giống như chư phật bồ tát chẳng những không thể làm việc hại chúng sanh một ý niệm bất thiện cũng không dám khởi lên vì sao vậy vì đều được ghi chép lại Tất cả hữu tình chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới đều biết Quý vị nói có thể giấu được ai Chỉ có che đậy bản thân Gọi là gạt mình gạt người Làm những điều như thế Khi nào quý vị giác ngộ Bản thân hoàn toàn hiểu được cho nên thấu triệt những chân tướng sự thật này. Thái độ xử sự, sự đối nhân bây giờ của chúng ta tự nhiên thay đổi. Thứ nhất là tuyệt đối không được có ác niệm, không được có hành vi bất thiện. Thứ hai là có thể tha thứ cho tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp. Vì sao phải tha thứ? Những gì họ tạo, ta và họ cũng không có gì khác nhau. Đây là thật không phải giả. Chỉ là bây giờ họ đang mê, còn ta bắt đầu giác ngộ. Cho nên cảm thấy rất may mắn. Việc sai ác đến đâu cũng đừng trách cứ họ, nguyên nhân là gì? Nhân quả của người nào người đó tự lặng lây. Bên dưới nói ác đạo, Nói ba đường ác, Nói hai nguyện, Không đọa địa ngục, Nói một cách rất rõ ràng. Thử nghĩ xem người tạo tội nghiệp, Bản tính của họ cũng là bản thiện. Họ cũng vốn là Phật Bồ Tát Như trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tất cả chúng sanh vốn là Phật Họ luôn lạc vào trong ba đường ác Để thọ khổ báo này Chúng ta sanh khởi tâm lân mẫn Không phải tâm trách cử tâm đồng tình có thể giúp ích gì chăng không giúp được vì sao vậy vì nhân quả của ai người đó gánh chịu không thể thay thế được chúng ta tạo tội nghiệp nặng như thế còn cứu được chăng đáp án khẳng định chỉ cần quý vị quay đầu là được cứu quay đầu là bờ bước vào cửa phật việc đầu tiên là quy y tam bảo quy y tam bảo nghĩa là gì quy y tam bảo là quay đầu thật sự giác ngộ quy phật phật nghĩa là giác trước đây ta mê hoặc điên đảo bây giờ ta từ mê hoặc điên đảo quay đầu đây gọi là quy là trở lại y là nương tựa. Nương tựa tự tánh giác. Nghĩa là nương tựa Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là tự tánh giác. Họ là người đã giác ngộ. Bây giờ ta muốn giác vẫn chưa thực sự giác ngộ. Hy vọng họ đến dạy chúng ta Chính là ý này Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì dạy chúng ta? Trước tiên dùng kim điển Quý vị đi vào cửa Phật bằng kim điển Sau khi đặt nền tảng kim điển dựng chắc Lục căn của quý vị tiếp xúc với cảnh giới lục trần Toàn là tự tánh giác Như vậy công phu của quý vị rất đắc lực nghĩa là quý vị đem những lý luận đạo đức, trí tuệ, phương pháp trong kinh điển nói đều áp dụng hết, áp dụng trong sinh hoạt, áp dụng trong công việc, áp dụng trong xử sự, sự đối nhân tiếp vật. Không có gì quý vị không giác ngộ, không có gì khác so với phật bồ tát, không còn mê hoặc không còn biên đẳng, không còn có ác niệm không còn có hành vi bất thiện quý vị thật sự đã giác ngộ đây là điều đầu tiên của tam quy y điều thứ hai là quy y pháp pháp là chánh tri chánh kiến bây giờ chúng ta xem Mọi thứ là nhìn sai. Chúng ta suy nghĩ vấn đề cũng nghĩ sai. Bây giờ từ những chỗ này quay đầu lại. Từ suy nghĩ tư tưởng sai lầm quay đầu, nương vào chánh tri chánh kiến. Chánh tri chánh kiến chính là kinh điển. Cho nên kinh điển ngoại là Pháp Bảo Chúng ta phải tôn trọng nó Phải kính lễ nó Không được khinh mạng Vì sao vậy? Đây là tự tánh của chính mình Hiển lộ ra trí tuệ chân thật Nếu quý vị khinh mạng kinh điển Nghĩa là khinh mạng tánh đức Đạo lý là ở đây Cho nên các bờ cổ đức mới đề xướng Mới dạy chúng ta Một phần thành kính Được một phần lợi ích Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích Bất luận là bản thân đọc tụng Hoặc là nghe giải Quý vị có thể được bao nhiêu lợi ích Không liên quan đến kinh điển Cũng không liên quan đến người giảng giải Có liên quan đến tâm chân thành của chính mình Quý vị có mấy phần chân thành liền được mấy phần lợi ích Có liên quan đến điều này Do đây có thể biết chúng ta học phật có thể đạt định cảnh giới nào đạt đến địa vị nào hoàn toàn không liên quan đến người khác đều ở nơi tâm chân thành của quý vị quý vị có mấy phần chân thành cũng không ở thời gian dài hay ngắn người này đã học năm ba năm chúng ta mới học mấy ngày điều này không sao có thể có người học dài ngày nhưng hơn hẳn người học năm ba mươi năm Năm ba mươi năm không chân thành Quý vị bốn năm ngày nhưng tâm chân thành Cho nên thành tựu trong việc tu học không liên quan đến hoàn cảnh bên ngoài Thèn chốt ở chỗ chân thành Mấu chốt là quý vị có thật sự quay đầu hay không? Thật sự muốn quay đầu hay không? Như vậy Phật vừa dạy quý vị lập tức quay đầu Mẫu chốt là ở đây đây gọi là quy y phật từ tà tri tà kiến quay đầu nương tựa chánh tri chánh kiến thứ ba gọi là quy y tăng tăng là người truyền pháp chúng ta có được pháp nhưng xem không hiểu phải mời những người tu hành này giảng cho chúng ta nghe khai thông tư tưởng cho chúng ta họ có kinh nghiệm tu học đem kinh nghiệm của họ chia sẻ giữa chúng ta khiến chúng ta từ đây đạt được lợi ích cho nên đây gọi là tăng bảo chúng ta thực sự đã quay đầu từ tất cả ô nhiễm quay đầu lại nương vào tâm thanh tịnh như vậy mới có thể được lợi ích các bậc tổ sư cao tăng có ví dụ vị phật pháp như đầy hồ đầy hồ là loại nước uống ngon nhất thời ấn độ cổ đề hồ Chúng ta hỏi người khác Xin một ly đề hồ Chúng ta cầm ly trà Trong ly trà này có độc dược Khi đổ đề hồ vào cũng biến thành thuốc độc Là do tâm chúng ta dư bẩn Như thế nào mới có thể tiếp thu Ly trà này rửa thật sạch sẽ Quý vị dùng nó đựng ly đề hồ Như vậy sẽ đạt được lợi ích Ví dụ này có ý nghĩa Cũng rất dễ hiểu Thuốc độc của chúng ta là gì? Là tham sân suy si mạng nghi Đây gọi là ngũ độc Trong tâm quý vị có những thứ này Phật Bồ Tát đem vô thượng Bồ Đề đến cho quý vị trong bồ đề đó có một giọt độc dược Thì tất cả đều biến thành độc dược Một chút độc tố cũng không được xen vào Như vậy mới có thể đạt được vô thượng diệu pháp Mở đầu kệ khai kinh nói Vô thượng thậm thâm di diệu pháp Cho nên thái độ học tập cơ bản là tâm thanh tịnh. Tâm chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta học tập buông bỏ tâm không thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh để nghe. Tuy thời gian rất ngắn, thời gian này của ta chỉ có một tiếng đồng hồ, Nửa tiếng đồng hồ tâm thanh tịnh Ta có thể đạt được lợi ích một tiếng nửa tiếng đồng hồ Khi tâm không thanh tịnh chắc chắn không đạt được lợi ích Như vậy nói không phải đã uổng phí rồi sao? Không uổng phí Như vậy là sao? Bất luận như thế nào Họ cũng trồng được hạt giống trong A-lại gia thức la thật không phải giả. Nhưng hiện tại không thể lý giải, họ không hiểu. Cho nên trước mắt họ không được lợi ích. Khi nào được lợi ích, khi nào khôi phục tâm thanh tịnh thì khi đó được lợi ích. Đây gọi là chân thật quy y Tam Bảo. Cho nên Tam Quy y không dễ. Bây giờ chúng ta mới học Phật Thọ Tam Quy Nói cho chư vị biết đó là danh tự Quy Y Có danh không có thực Có hình thức không có thực chất Đồng thời khi chúng ta Thọ Tam Quy Thầy truyền Thọ Tam Quy Cũng không nói rõ ràng Đây đều là thật khi đã quy y rốt cuộc là quy cái gì không biết Chúng ta quy y tam bảo như thế nào gọi là tam bảo Là Phật Pháp Tăng Thế nào gọi là Phật Pháp Tăng không biết Trong kinh nói Thật sự quy y tam bảo Quý vị sẽ có 36 vị thần hộ Pháp Ngày đêm theo hộ vị Quý vị không gặp phải tai họa vì có thần hộ Pháp gia hộ. Nhưng nếu không phải chân thành quy y, thần hộ Pháp sẽ không đến. Quy y thật mới có. Thật sự trì giới mới có thần hộ Pháp. Không phải nói thọ giới là có thần hộ Pháp. Quy y tam bảo là có thần hộ Pháp, không có chuyện này. Phải hiểu rõ ràng, minh bạch những điều này nó là sự thật tuyệt đối không phải mê tín cho nên không thể nghĩ bàn siêu tình ly kiến không phải tư duy đo lường phân biệt mà có thể biết được tư duy là thứ thứ bảy phân biệt là thứ thứ sáu nghĩa là tuyệt đối không phải thức thứ sáu và thức thứ bảy cho nên không duyên đến được không phải ngôn ngữ văn tự có thể biểu đạt được văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ trong khởi tín luận bồ tát mã minh dạy chúng ta phương pháp nghe giải thứ nhất là không chấp trước tướng ngôn thuyết như vậy chúng ta biết khi chúng ta xem kinh điển đừng chấp trước tướng văn tự vì sao vậy vì ngôn ngữ và văn tự là một loại công cụ có thể nói ra chân tướng hay không nói cho chưa gì biết không nói ra được đây là sự thật gọi là không thể nghĩ bài nhưng lìa ngôn ngữ gian tự như vậy thì không còn cách nào khác tuyệt đối quý vị không tìm thấy cho nên dùng ngôn ngữ gian tự làm phương tiện để dẫn dắt quý vị ví như khi đi đường quý vị không biết đường dọc đường có đặt bản chỉ đường nói cho quý vị biết phương hướng này đi đâu đi con đường nào tuyệt đối không được chấp trước nhìn thấy bản chỉ đường này đây là đi về bắc kinh vừa nhìn thấy tưởng rằng đã đến đây là bắc kinh như vậy là sai hoàn toàn sai lầm ngôn ngữ gian tự giống như bản chỉ đường vậy quý vị đi theo nó nhưng phải xả bỏ không được chấp trước nó Tiến tới theo phương hướng nó chỉ Nhất định sẽ đạt đến mục đích Mục đích đó chính là minh tâm chiến tăng Nghĩa là vô thượng chánh đàn tranh giác Chúng ta thật sự học Phật Phải thường để giáo huấn này trong lòng Phải xem nó là đầy nhất cá nhân phải làm được người hàng đầu trong nhân loại người tốt nhất người tốt nhất là gì là người phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm phật a di đà đời này chỉ đọc một bộ kinh vô lượng thọ một câu phật hiệu thì người đó chính là người tốt nhất ở thế gian này trời đất quỷ thần đều tôn kính nếu có thể buông bỏ tự tư tự lợi buông bỏ danh gian lợi dưỡng buông bỏ ngũ dục lục trần buông bỏ tham sân si mạng Người đó là tấm gương tốt cho tất cả mọi người Sau đó ảnh hưởng đến gia đình quý vị Gia đình quý vị là gia đình đứng đầu trên toàn thế giới Đây là Phật A-di-đà nói với chúng ta Quý vị phải biết nhìn Đây gọi là quăng pháp lợi sanh gọi là chánh pháp cựu trú chánh pháp cựu trú dựa vào ai dựa vào chính mình dựa vào gia đình mình gia đình này của chúng ta là gia đình phật hóa mọi người đều có thể thực hành theo giáo huấn của phật trong kinh điển y theo nguyên tắc nguyên lý trong kinh điển nói Người trong nhà lớn nhỏ nam nữ già trẻ cùng nhau tuân thủ Hòa thuận thân ái Làm ra tấm gương của gia đình Nó sẽ ảnh hưởng đến thân thích bạn bè hàng xóm của quý vị sau đó mở rộng ra đưa sự nghiệp của quý vị lên hàng đầu trong ngành quý vị đem những điều trong kinh phật dạy thực hành trong công ty cửa tiệm thực hành đối với tất cả nhân viên sự nghiệp này của quý vị là sự nghiệp của tam bảo trong sự nghiệp này đầy đủ vô lượng trang nghiêm không thể nghĩ bàn gia đình như vậy cá nhân như vậy gia đình như vậy sự nghiệp cũng như vậy mười năm hai mươi năm quý vị sẽ ảnh hưởng khu vực này ảnh hưởng thành phố này đến lúc đó tôi tin những gì trong kinh nói đều xuất hiện. Đó là gì? Là dạng vật nghiêm tịnh, thanh tịnh trang nghiêm. Năm 2000, tôi từ Singapore di dân đến. Úc Châu Sang năm Học viện chúng tôi Thành lập Tròn 10 năm Chúng tôi tổ chức một hoạt động Đích thực chúng tôi hướng theo mục tiêu này tiến lên Trong 10 năm Chúng tôi và cư dân trong thành phố nhỏ này Dung hòa thành mộ Như anh chị em vậy Cách làm của chúng tôi cũng là Tùy duyên Hoàn toàn không có chút miễn cưỡng nào Mười năm trước Ngày thành lập học viện Chúng tôi mở buổi tiệc vào ban đêm Tiếp đại dân chúng Thuộc ba con đường xung quanh chúng tôi chính là cư dân của ba con đường lân cận chúng tôi phát dịp mời họ chúng tôi là hàng xóm hàng xóm mời đến mời họ đến ăn cơm tối nói cho họ biết là chúng tôi đến đây ở chúng tôi là một đoàn thể phật giáo đối với họ đây là điều rất mới mẻ vì xưa nay chưa từng tiếp xúc phật giáo ở thành phố nhỏ này chỉ có đạo cường đốc Không có Phật giáo Chúng tôi đến đây làm hàng xóm của mọi người Nói rõ với họ điều này Mọi người ăn cơm rất quan hỷ Sau bữa cơm Có rất nhiều người đến nói với tôi Họ nói Thầy ơi, hoạt động này của quý vị Có thể tổ chức thêm vài lần chăng Họ rất quan hỷ, muốn tổ chức thêm vài lần Tôi nói được thôi ngay lúc đó, chúng tôi quyết định vào thứ Bảy hàng tuần Chúng tôi gọi nó là bữa cơm tối ấm áp, chiêu đại miễn phí Thành phố nhỏ Đồ Giang Ba này, bất cứ người nào cũng có thể đến đây ăn cơm Buổi cơm tối này đã làm được 10 năm Vào mỗi buổi tối thứ Bảy hàng tuần, suốt 10 năm Bây giờ, trong thành phố nhỏ này Đến các tôn giáo khác cũng đều đến tham gia Mà còn đến biểu diễn Đây là Giảng vật thanh tịnh trang nghiêm Những người hàng xóm này Rất yêu thương chúng tôi rất nhiều người muốn mua nhà nhưng họ không bán Họ nói ở đây rất tốt, họ thích chỗ này, không nở đi nơi khác Chúng tôi ở đó trồng rau đến nay cũng đã 10 năm Khi đến đó chúng tôi bắt đầu học trồng rau 10 năm Dường rau chúng tôi ngày càng lớn bây giờ có đến mấy mươi loại rau bình thường học viện chúng tôi ăn cơm có khoảng sáu bảy mươi người khi tổ chức hoạt động có lúc cả ngàn người giường rau của chúng tôi mỗi ngày có thể cung cấp cho một ngàn người ăn giường rau này không có thuốc sâu, không có phân bón. Tra nghiêm thanh tịnh Đối với những côn trùng nhỏ Chúng tôi đều câu thông với nó Chúng tôi lễ kính chúng Xưng chúng là Bồ Tát Giao tiếp với chúng đều chắp tay cung kính Gọi là tiểu trùng Bồ Tát chim chóc bồ tát kiến bồ tát trong vườn rau chúng tôi chuyên môn có một mảnh chúng tôi ngày ngày cũng chăm bón rất cẩn thận chuyên môn cung cấp cho những côn trùng này khi quý vị muốn đến ăn chúng tôi đều cúng giường nhưng có khu vực riêng chuyên dành cho quý vị chim chóc cũng như thế chúng đến ăn trái cây chúng tôi có rất nhiều cây ăn trái có khoảng hai ba mươi loại khác nhau chỉ định mấy cây cho chim chóc đến ăn không chỉ định chúng tuyệt đối không xâm phạm mười năm không phải là thời gian ngắn thù thắng vô cùng chúng tôi giao tiếp với các động vật nhỏ tốt hơn với con người rất nhiều chúng nghe lời là giữ chữ tính chúng giữ thành tính con người không dễ giao tiếp nhưng chim chóc và những loài côn trùng này rất dễ giao tiếp bắt đầu từ năm nay chúng tôi muốn mở rộng quy mô trồng lúa trong tiểu mạch trong các loại thực phẩm chính vì thường nghe các nhà khoa học nói tương lai có nguy cơ về lương thực nông nghiệp có rất nhiều nơi vì khí hậu biến hóa nên bị thất thu cho nên chúng ta mỗi ngày đều đem công đức tu học hồi hướng khắp mười phương cầu nguyện cho khu vực này mưa hòa gió thuận nơi này ít gặp thiên tai thảm họa chúng tôi tự trồng lương thực hiện nay đất đai đều có vấn đề nghiêm trọng thuốc sâu phân bón Khiến cho đất đai đều bị ô nhiễm Cho nên những gì mọc lên từ đất đều mang theo di khuẩn không an toàn Đây đều là nhân loại tự làm tự chịu Người học Phật chúng ta Học Phật không có gì khác Chính là học cung kính Thanh tính Đối với người sự vật Cho nên giảng vật thanh tịnh trang nghiêm ví diệu cùng cực sáng suốt như gương Chiếu soi mười phương Tiếp xúc ánh sáng liền được an lạc Cấu diệt thiện sanh Cấu ở đây nghĩa là bất thiện Ý niệm bất thiện đều diệt Hành vi bất thiện đương nhiên không còn Ý niệm sanh khởi đều là thiện niệm Tâm thiện, niệm thiện, lời nói thiện, hành vi thiện Chúng ta bắt đầu thực hành từ điểm nhỏ này Dần dần mở rộng sức ảnh hưởng Mục tiêu của chúng ta Vì nền tảng 10 năm này đã đạt vững vàng Hoạt động sang năm trong thành phố nhỏ này, tất cả các tôn giáo đều đến tham gia. Thị trưởng ở đây ủng hộ lý tưởng này của chúng tôi. Thủ tướng khuyến khích chúng tôi cố gắng làm. Khiến thành phố nhỏ này Cư dân thành phố nhỏ này chỉ có 10 vạn người. Hy vọng làm được một thành phố mô phạm trên toàn thế giới. Cư dân trong thành phố này đều là người một nhà, tương thân tương ái, chăm sóc lẫn nhau. Quan tâm lẫn nhau, hợp tác với nhau. Quý vị đến thành phố này cảm thấy rất thân thiết. Khác với những nơi khác. Mục tiêu này chúng tôi hy vọng 3 đến 5 năm là hoàn thành nó. Trên nền tảng hiện tại, chúng tôi đã có lòng tin. 3 năm 5, 5 năm nơi đây là thành phố mô phạm đứng hàng đầu trên toàn thế giới về phương diện hòa thuận hạnh phúc mỹ mãn đầu năm nay tôi trở lại xem ở đây đã thay đổi thị trường đổi một thị trường mới ông có ý muốn đưa thành phố nhỏ này thành một thành phố mô phản chúng tôi nói chuyện rất hợp ý nhau tôi nói lý tưởng này của ông có thể thực hiện chúng tôi sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp Người trẻ tuổi này rất có tác phong Bên dưới là mở rộng Đều để chúng ta học tập làm điểm mô phạm Hương này bay khắp nơi mười phương thế giới Chúng sanh nghe được đều tu hành theo Phật Đây là nói đến thế giới cực lạ Thế giới này ảnh hưởng khắp mười phương thế giới chúng ta ở trong thành phố nhỏ này có học viện đây là điểm nhỏ ảnh hưởng đến cả thành phố này thành phố này làm thành công là một thành phố thực hành luân lý thành phố thực hành đạo đức thành phố thực hành nhân quả giáo dục tôn giáo dần dần ảnh hưởng cả khu vực thuộc châu côn sĩ lan này Mở rộng hơn nữa sẽ ảnh hưởng toàn bộ đất nước Úc này. Chúng ta cùng nhau nỗ lực không giải đãi thực hiện nó. Khi ảnh hưởng đến một thành phố, trên thực tế là ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chúng ta sẽ đưa thành phố này mỗi ngày từng ly từng tỷ trong cuộc sống của người dân dùng truyền hình vệ tinh phát trên toàn thế giới quý vị có biết dụng ý là gì chăng quý vị có biết chăng là quảng cáo người trên toàn thế giới đều đến đây tham quan đều đến đây khảo sát thành phố nhỏ này không làm nghề gì khác chỉ chuyên vào nghề Tham quan du lịch này là được xây dựng thật nhiều khách sạn mini, mở những tiệm ăn uống, toàn là ẩm thực hữu cư. Chúng ta chuyên môn làm nghề này không làm gì khác, khách đến đây tấp nập, sau khi trở về nhất định sẽ tự động tuyên truyền. Trên thế giới có một nơi tốt đẹp như thế. bởi thế rất nhanh vì bây giờ phương tiện truyền thông rất phát đạt tiện lợi vô cùng thời gian rất ngắn người trên toàn thế giới đều biết đều đến đây khảo sát học tập tham quan du lịch thành phố này sẽ nổi tiếng người vui mừng nhất là thị trưởng thành tích chính trị của ông thành công tương lai nếu chọn tổng thống Nhất định phải bỏ phiếu cho ông ta Ông vừa lên tổng thống Không phải sẽ dẫn dắt luôn cả đất nước này chăng Như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới Cho nên thế giới thật sự an định hòa bình Từ đây có thể hóa giải tất cả xung đột mâu thuẫn Đây là kinh vô lượng thọ cống hiến cho chúng ta Là kinh vô lượng thọ dạy cho chúng ta chúng ta học rồi phải thực hành